Để học được anh chị là nó cần 3 yếu tố này. Một là có một huấn luyện viên. Theo anh chị ngồi học đây có em trực tiếp đây và ngồi ở nhà coi qua điện thoại thích học kiểu gì hơn. Rồi giờ thấy cao lên, quay sang người bên cạnh nó phải có huấn luyện viên trực tiếp, hai phải với người bên cạnh. Cái thứ hai là phải ngâm mình vào. Ngâm mình ở đây là phải tung cả 6 giác quan lên, học phải bằng 6 giác quan lên. Anh chị học bơi có nhảy xuống nước không? Có phải không? Hay là chỉ cần đọc lý thuyết là bơi là cần phải như thế này rồi ra bơi thôi. Lái ô tô có cần phải ngồi lên xe không? Cần phải không? Hay là đọc 450 câu lý thuyết ra là tự nhiên ôm xe chạy luôn. Khi tập lái có ông thầy ngồi bên cạnh không? Chứ không thì ai dám đạp ga được, đồng ý không? Đạp ga là khi ông kéo thắng bên này cho mình dừng lại chứ, đồng ý không? Mình ngồi mình yên tâm chứ. Vậy mà mở một cái quán thì không có ông nào dẫn đường cho mình cả. Tự đi tự mở. Em thấy gan vô cùng luôn. Thú thực với anh chị không giấu gì anh chị. Em thứ bảy chủ nhật là đội nón đi học nha anh chị. Anh chị phải quý thầy thì anh chị mới làm được thầy. Anh chị phải học thì anh chị mới có cơ hội để mà gì nè, để hướng dẫn người khác. Anh chị phải rất cầu thị học tập, đồng ý không? Thì anh chị mới có kiến thức được. Chứ nói tôi ngồi cỡ thế này tự nhiên nhập vô phát tôi có kỹ năng đó làm gì có, đồng ý không? Hay là như kiểu phim trưởng nó quay lại quay trưởng phát là tự nhiên ra đánh vỏ được làm gì có. Và từ xa xỉ nhất là ngâm mình, đưa mình vô cái môi trường đó, đưa mình lên môi trường ô tô thì mình mới học được, đồng ý không? Đưa mình vô cái môi trường là gì nè, nước thì mình mới bơi được. Và muốn nói tiếng Anh thì mình phải ở trong môi trường của tiếng Anh hay tiếng Việt ạ? Tiếng Anh, nhưng mà mình cái môi trường thôi, toàn tiếng Việt không. Mà về mẹ bắt nói tiếng Việt không, nói tiếng Anh các mẹ chửi, mẹ nói gì, mẹ ở trên lầu 3 mẹ nói xuống, mẹ không nghe, mẹ nói tiếng Việt luôn đi, đồng ý không? Đó là từ khóa thứ hai để rèn. Đây là em nói là rèn kỹ năng nhé, rèn biết thành kỹ năng. Còn những ai mà không cần thành kỹ năng thì thôi nhé. Phải có môi trường để ngâm mình. Chứ đừng có nghĩ là tôi ngồi ở nhà tôi coi tí, coi con màn ảnh nhỏ tôi lướt một ngàn năm sau cũng không biết gì đâu. Chẳng qua là gì nữa, biết nó tăng trưởng. Biết thì có biết đấy, làm được không? Ngàn đời không làm được. Nên phải có cái người gọi là chân truyền, hiểu không ạ? Bao nhiêu số chị muốn trở thành cái người chân truyền của Nguyên để em truyền lên chị nội công mà làm được marketing chứ. Chứ học qua online không làm được đâu. Học qua online phải gặp ông này hỏi tới cái đoạn đó tắt thì làm sao, đồng ý không? Vướng cái chỗ này làm sao, quét bán tính như thế này làm như thế nào. Và cái thứ ba là phải có phương pháp đúng. Và thú thực với anh chị, em không phải là tốt nghiệp sư phạm, nhưng mà sáng giờ em nói với anh chị về mở một cái quán trà sữa như thế nào, từ cái việc lựa hạt giống đến là chọn mặt đất màu mỡ rồi viết thư ra làm sao, gửi thư như thế nào, anh chị có hiểu không ạ? Dễ hiểu, đồng ý không? Và đó được gọi là phương pháp. Còn không là anh chị nghe rất nhiều mà không được gì cả. Còn anh chị nghe xong của em là đọc lại bốn cái thứ đó. Ông nói này nói hạt giống này, ông này nói là gì nè, mảnh đất màu mỡ này, ông này nói trong hạt giống là có mô hình này, có lựa chọn cái nơi này, sức mua lớn này. Ông nói tiếp về viết thư sao hấp dẫn, ông lấy ví dụ này, đồng ý không? Ông chỉ tiếp cho mình là quảng cáo như thế nào thì hiệu quả, đồng ý không anh chị? Một cái chưa làm thôi, còn bây giờ làm thì đến gặp ông mà làm, đồng ý không anh chị? Cảm ơn bạn đã xem hết video clip của Nguyên Vin 3. Và nếu như bạn thấy cái video này hữu ích, hay là bạn có một cái quan điểm nào đó về cái video này, thì hãy comment bình luận xuống bên dưới nhé. Mình rất sẵn sàng và đón nhận những cái comment phản hồi của bạn để mình ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.